xin tổng chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình cập nhật cái hiện tượng gọi là quá liều thuốc của phun máy bay các bạn. Thì cũng có phun cùng một ngày, cũng một ngày, nhưng mà cái loại thuốc của một người này sử dụng là giảm liều và một người sử dụng không giảm liều. Thì không giảm liều là nó bị ảnh hưởng dàn lá các bạn, là nó bị xuống lá. Chín lúa chín là một phần, tới ngày chín là một điều nó xuống lá, rồi gió bắc là xuống nữa. Nhưng mà do phun thuốc mà nó hơi quá liều tí. Rồi các bạn, đây là phun thuốc một ngày, cũng một cái chiếc máy bay đó. Một bên giảm liều, một bên không giảm liều. Bên phải màn ảnh chúng ta thì là giảm liều, bên trái là không giảm liều các bạn. Bởi thành ra là cái lá nó rực hơn rất là nhiều. Thành ra là phun máy bay thì vẫn hiệu quả các bạn, vẫn hiệu quả, vẫn an toàn cho cây lúa, nhưng mà nó đừng có quá liều các bạn, đừng có lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật quá liều quá. Thì khi mà cái lúa nó chín màu xanh với màu vàng bên đây, thì hai bên này thì nó sẽ có hiện tượng là chênh lệch năng suất một công khá là nhiều đó các bạn. Thành ra là chú ý cho vấn đề mà phun thuốc bằng máy bay là đừng có quá liều quá. Đây thì cái quặng của máy bay nó quặng đây thì xịp lỗ đây, ở bên này thì cái quặng này nó xịp lỗ đây, thì chỗ này nó quặng nó xịp ra thì cũng đây quá liều đây, cũng cháy đỏ đây, nhưng mà mấy cái khu bên đó thì nó bị ít thuốc hơn. Tại vì hiện tượng quá liều của phun máy bay là có các bạn. Bỏ khai nước chưa? Chiều ngay khui ạ. Nằm đây. Ông mở hông đó, ông chùi nó sạch nhẹ tung. Thì đi thăm ruộng là giai đoạn này là nói chung là thoải mái, nó cái cảnh nó vừa phong cảnh nó vừa đẹp mà lúa nó chín vừa vàng nữa các bạn. Gió nó đu đưa cái cây lúa này. Đây các bạn cùng xem lại đây. Bên sau nó sạch, xa bên kia còn xanh là giảm liều. Bên này là không giảm liều. Bởi vì mình thấy cái lá lúa nó chín dợi quá, có thể là nó áp, tại vì cái cổ lúa đó là nó chưa có vô gạo đều, thành ra là nếu mà nó bị cái lá nó hơi sớm quá thì nó lép cổ.